Tại vòng 12 Ligue 1, PSG có một trận tiếp đón đối thủ khó nhằn Lille trên sân nhà công viên các hoàng tử. Đội khách thể hiện tinh thần đoàn kết với lối chơi lăn xả không ngần ngại va chạm. Rất nhiều cơ hội được PSG tạo ra nhưng không thực sự rõ ràng. Các hậu vệ Lille liên tục vây ráp khiến PSG gặp quá nhiều khó khăn. Phải tới phút 70, gã nhà giàu nước Pháp mới khai thông được bế tắc nhờ pha dứt điểm chuẩn xác của Kylian Mbappe. Tới phút 84, lưới của Lille rung lên lần thứ hai và người nhân đôi cách biệt cho PSG không ai khác là Neymar. Những phút còn lại, PSG chủ động chơi chậm để tạo điều kiện cho Lille vùng lên. Phút 90+3, Thilo Kehrer lúng túng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Từ chấm phạt đền, Nicolas Pepe không mắc bất kỳ sai lầm nào để hạ gục Gigi Buffon, rút ngắn cách biệt cho Lille. Dù vậy, thời gian còn lại là quá ít để Lille có thể giành được ít nhất một điểm trước PSG. Sau trận đấu này, PSG đã giành được chiến thắng thứ 12 liên tiếp kể từ đầu mùa. Và sau 12 vòng đấu, họ ghi được 41 bàn thắng, chỉ để lọt lưới 7 bàn, đồng thời gia tăng khoảng cách với 9 kẻ ngáng đường Lille lên tới 11 điểm. Thông tin không vui đã đến với các cổ động viên của Man City khi tiền vệ Kevin De Bruyne tái phát chấn thương và phải nghỉ thi đấu ít nhất từ 5 đến 6 tuần. Cụ thể, tiền vệ người Bỉ đã bị đau, ngồi bệt xuống sân nhăn nhó trong trận đấu giữa Man City và Fulham khi chỉ còn 3 phút nữa là kết thúc. Như vậy, Kevin De Bruyne sẽ không thể tham dự trận derby Manchester, tiếp đón đại kỷ lục Manchester United vào ngày 11 tháng 11. Kể từ đầu mùa, Kevin mới chỉ ra sân đúng 4 trận cho City và với tình hình chấn thương này, Pep Guardiola cần phải chờ thêm một thời gian nữa để đón ngôi sao sáng nhất của đội bóng quay trở lại thi đấu. Trước màn tiếp đón Liverpool, Unai Emery rơi vào tình huống khó xử giữa hai lựa chọn là Peter Cech và Bellerin trong khung gỗ. Ở thời gian Cech được cho nghỉ dưỡng thương, Bellerin được bắt chính và đã thể hiện những màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Ở trận đấu thuộc vòng 1/8 cúp liên đoàn giữa tuần qua với Blackpool, Peter Cech đã trở lại đội hình chính. Nhưng do mới trở lại nên thủ môn kỳ cựu người Cộng hòa Séc vẫn chưa tạo được sự tin tưởng cho Unai Emery. Chính vì thế, Leno được tin tưởng hơn Jack trong trận đấu với The Cop. Trong buổi họp báo trước trận derby với Crystal Palace, Maurizio Sarri đã đưa tuyên bố chính thức về tấm băng đội trưởng của Chelsea mùa này. Theo đó, ông khẳng định Gary Cahill vẫn sẽ mang băng đội trưởng ở Chelsea trong mùa giải này dù ra sân hay không. Cách đây không lâu, chính Cahill đã đăng đàn hé lỗi định chia tay Chelsea trong tháng Giêng để có cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Ở mùa giải này, anh có 5 lần ra sân nhưng chỉ 1 lần được Maurizio Sarri sử dụng ở Premier League. Cựu tiền đạo Global Arsenal Nicolas Banner đã bị kết án tù sau khi hành hung một tài xế taxi tại Copenhagen. Cụ thể, Banner đã bị tòa Copenhagen kết án 50 ngày tù, đồng thời phải nộp phạt 177 bảng Anh khi đấm vỡ hàm của người tài xế này sau khi không chịu trả 5 bảng tiền taxi. Hiện chưa rõ Nicolas Banner sẽ chấp nhận án tù hay sẽ khiếu nại. Câu lạc bộ chủ quản của anh Rosenborg khẳng định trên kênh TV2 của Đan Mạch, án tù này không ảnh hưởng tới tương lai của Banner. Đội bóng Na Uy tin tưởng các luật sư của anh sẽ khiếu nại thành công. Một thông tin khá sốc được lấy ra từ Football League đang làm chấn động bóng đá châu Âu khi có tới 16 đại gia châu Âu đã đồng thuận để lập ra Super League kể từ đầu mùa 2021-2022. Trong đó, hàng loạt những tên tuổi lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern Munich, Juventus, Chelsea, Arsenal, PSG, Man City, Liverpool v.v. Nếu như 16 đội bóng này đồng loạt tham gia Super League, họ sẽ tự tách ra khỏi UEFA và đương nhiên cũng sẽ khai tử Champions League nổi tiếng. Đồng thời, nó sẽ tạo nên bước ngoặt mới, thay đổi cả nền bóng đá châu Âu mãi mãi. Cơ hội bắt chính của Bùi Tiến Dũng trong khung thành đội tuyển Việt Nam đã giảm đi đáng kể sau phong độ không tốt của anh trong mùa giải vừa qua và mới nhất là chấn thương cổ chân mà anh gặp phải. Theo đó, trong buổi tập sáng ngày 2 tháng 11, Dũng đã dính chấn thương ở cổ chân trái. Thế nên, thủ môn của Thanh Hóa đã không thể tham gia buổi tập chiều cùng hai người đàn anh Văn Lâm và Tuấn Mạnh. Cơ hội bắt chính của Tiến Dũng không nhiều bởi cả Văn Lâm và Tuấn Mạnh đều đang có phong độ khá tốt. Thêm vào đó, với chấn thương gặp phải vào sáng nay, rất có thể Bùi Tiến Dũng chỉ còn là sự lựa chọn số 3 tại đội tuyển.